Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt mọi người là những cái hình ảnh rất là đẹp của một chú công an đang tích cực chuẩn bị xếp kêu gọi người dân xếp gọi hàng dài để chuẩn bị chào đón bậc chân tu sư Minh Tuệ của chúng ta. Đây mọi người. Đây. Bây giờ là các thầy và các đồ đệ đang chuẩn bị đứng lên thì lên được cái hành trình của mình. Đây, một cái hàng rất là đẹp. Đây, mọi người thấy người ta xếp hàng rất là đẹp luôn. Em sẽ di chuyển hết xung quanh để mọi người thấy cái hàng nó đẹp như thế nào. Xong xuôi hết rồi. Hiện tại bây giờ là 7:30, cũng đã chuẩn bị gần kề 8 giờ rồi. Đấy thì cô chú chị thấy có thể là những hình ảnh đó là đông nhất từ trước bây giờ. Đấy. Thế nên là mời kính mong tất cả cô chú chị hãy bỏ một chút thời gian để cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Thầy chuẩn bị lên đường bộ hành. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các thầy đã đứng lên rồi mọi người, các thầy đã đứng lên rồi. Đây là cái hình ảnh xung quanh là bậc cố gắng nha mọi người. Thầy đang chuẩn bị di chuyển rồi. Đấy, cố gắng bỏ một chút thời gian để mà theo dõi xem hết những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Thank you.
sư đang có những cái bàn tính cùng với các đồ đệ. Đấy, ở đây là những cái hình ảnh rất là đẹp đó con. Đang xếp hàng mọi người, đang xếp hàng. Đi rồi, đi chuyển mọi người. Hình ảnh rất là đẹp của các thầy đang trên đường bộ hành. Thank you.